Hai chào nha, mình lại đây. Hiện tại là mình đang trong tựa game Anime Defender bạn ha. Rồi, ở clip này gì? Clip này là mình sẽ cho bạn thấy là mình từ gọi là hai bàn tay trắng mà đúng không bạn ha. Thì các bạn có thể xem ở clip trước của mình á, là mình thực sự là mình đã gọi là bị thua lỗ do nhờ cái nhân vật Poseidon mà đúng không bạn ha, đúng không? Đấy, là sẵn mình sẽ kể lại không các bạn ha. Đấy, tại vì cho gọi là cho nó đúng theo trình tự đúng không bạn, cho bạn dễ hiểu hơn ấy. Là trước đó là mình có gọi là tích một đống cái số game đúng không bạn ha, đó mình tính một đống cái số game luôn đấy, rất là nhiều luôn. Hiện lúc đó như là mình tích tới tầm 30 mấy mờ các bạn đúng không bạn. Đấy thì lúc đó là mình muốn săn cho bạn một nhân vật Poseidon đúng không bạn, đó để review cho bạn. Thì lúc đó mình đã lượm nhân vật Poseidon về là 31 mờ các bạn ơi. Đấy 31 mờ game ấy. Xong qua ngày sau admin ra cái bit thi với bạn, cái bit thi cho Poseidon ấy. Thì Poseidon hiện tại là chỉ có 1M2 là một Poseidon rồi đúng không bạn ha. Đấy nên mình đã bị gọi là thua lỗ và trắng tay nha bạn ha, đúng không bạn ha. Đấy, bị thua lỗ và trắng tay. Rồi thì bây giờ mình sẽ cùng với các bạn nè, mình sẽ làm giàu lại nha bạn ha. Đó, từ hai bàn tay trắng. Đấy, để xem coi là mình có lên được cái số game cũ trước hay không các bạn ha. Nói chung là clip sẽ rất là dài các bạn ha. Đấy nên mình sẽ chia ra nhiều phần, thì mình sẽ lên từ từ nha các bạn nha, chứ không phải là một lần là một phát là mình lên liền đúng không các bạn ha, đúng không? Đấy là vậy, nên là mình sẽ lên từ từ. Và các bạn thấy trước đó, nhớ các bạn nhớ clip trước đó của mình không, thì mình khá là may mắn các bạn ha, là mình đã gọi là hên các bạn. Tự nhiên không biết bấm vui các bạn, ai ngờ mình đã nhận được nhật đắt nhân vật CID này các bạn đúng không bạn ha. Đó, nhân vật này thì mình sẽ dùng vật này và kèm theo những nhân vật khác. Đấy, mình sẽ làm giàu lại các bạn ha. Đấy, thì các bạn thấy như nào thì các bạn hãy cùng chờ với mình ha. Let's go đi nào. Rồi nha bạn nha. Đây, các bạn thấy nha, mình sẽ làm giàu bằng cách đó là gì? Đó chính là mình sẽ sử dụng những nhân vật mythic nha bạn nha. Phải các bạn lưu ý cho mình ha. Đây là clip mình quay rất là lâu rồi nha bạn nha. Ồ, không phải rất lâu nữa, nói chung là từ lúc mà update mà double vote đó bạn. Đúng không? Đó, các bạn để cho mình ha. Đó, thì các bạn thấy nha, là hiện tại lúc cái clip này là mình quay lâu trước đó rồi, nên là cái giá cả bạn đúng rồi, cái giá cả sẽ khác một chút nha bạn nha, nên các bạn lưu ý nha, nên là không có gọi là giống bây giờ nha bạn nha. Các bạn nhớ lưu ý nha, lúc này á là những nhân vật mình thích này á vừa mới double vote lên đó, nên là cái giá sẽ khác nha bạn, nhớ lưu ý cho mình nha. Đấy là vậy, tại vì vừa mới ra cái tính năng mà double vote đó bạn, nên là những nhân vật mình thích này cái giá cả khá là cao các bạn đúng không bạn, ấy khá là cao luôn, chứ không phải là như bây giờ. Bây giờ thì các bạn thấy thấp đúng không, nhưng mà chưa trước đó khá là cao luôn bạn ơi. Thì game nào cũng vậy các bạn, mới ra thì cao lắm bạn, như Poseidon đó. Poseidon các bạn thấy ha, mình cũng khá là may mắn bạn, mình roll ra được tất cả đều Almighty One các bạn ha. Vậy nha, đó tất cả đều Almighty One luôn. Thì mình sẽ làm giàu bằng cách là sử dụng những cái nhân vật mythic này và nhân vật CID của mình. Trước đó mình đã quay các bạn ha, mình cũng đã quay cho Almighty luôn các bạn thấy đó. Đấy là vậy ha. Wow, nói chung là gọi là muốn làm giàu nhanh thì các bạn chỉ có nhờ may mắn các bạn ơi, đúng không? Muốn làm giàu nhanh chỉ có nhờ may mắn thôi. Thì các bạn thấy đó, tại sao? Tại vì các bạn thấy nha, nhờ may mắn, các bạn thấy nhờ may mắn là mình roll ra được nhiều Almighty One đúng không bạn, đúng không? Đó, roll ra nhiều Almighty One thì các bạn mới có thể gọi là có làm giàu nhanh được đúng không bạn. Chứ các bạn nào mà xui mà roll hết cả gọi là reroll đúng không bạn, mà không được thì chịu đúng không bạn, đúng không? Đấy là vậy. Thì đây các bạn thấy nha, mình sẽ làm giàu bằng cách này đó. Thì các bạn nhớ lưu ý với mình, lúc đó mình nhấn mạnh hơi nhiều đúng không bạn ha, tại vì mấy nhân vật mà vừa mới xuất hiện các bạn đúng không bạn, mới vừa ra thì cái giá sẽ rất là cao đúng không bạn, cái giá sẽ rất cao luôn. Còn những nhân vật mà về sau hiện tại như bây giờ các bạn bắt đầu là nhiều người sở hữu các bạn đúng không bạn, thì giá sẽ thấp xuống là vậy, nên các bạn hãy lưu ý với mình ha. Đấy, và cái giá này mình chỉ để thôi bạn, nếu mà cái bạn nào mà xem mình lâu á hoặc là gặp mình ở ngoài á, sẽ biết nếu bạn đó gọi là đưa một cái giá gọi là hợp lý đúng không bạn, đưa một cái giá gọi là hợp lý hơn á thì mình sẽ lụm thôi. Đấy, đơn giản các bạn đó. Các bạn cứ gặp mình và trả giá một cái giá hợp lý thì mình sẽ cho bạn đó, mình sẽ giảm xuống và cho bạn đó lụm thôi nha các bạn nha, đúng không? Đó là điều bình thường các bạn. Bạn nào mà gặp mình á, hay là gặp mình mà gọi là ở ngoài lúc mà mình đang treo những vật này mình để mình xéo bạn đúng không, đó thì bạn sẽ biết à. Nói chung là mấy bạn nào mà gặp mình mới biết kìa, chứ có nhiều bạn là sẽ thấy mình gọi là sao ta, để cái giá trên trời các bạn đúng không, cái giá trên trời xong lại kêu là mình bị ảo giá cái kia đúng không bạn ha, đúng không? Đó, cái đó nói chung là điều bình thường, tại vì mấy bạn chưa gặp mình ngoài, tại vì các bạn gọi là săn đồ đúng không bạn, săn đồ thì sao, thì các bạn nếu ngoài chợ các bạn săn đồ cũng phải vậy chứ, phải trả giá đúng không bạn, phải trả giá chứ không thôi là các bạn thấy cái giá vậy các bạn lụm luôn là trời biết bao nhiêu cho đủ đúng không bạn, đúng không, phải trả giá. Đấy,
giảm giá. Nếu mà không quá thấp đúng không em? Không quá thấp thì mình có thể cho các bạn lụm luôn. Đó đơn giản mà. Đó là vậy. Rồi vậy nha. Lúc này là mình chỉ có 62.000 game các bạn coi nha. Trời ơi, gọi là nghèo cực kỳ nghèo luôn phải không? Đấy. Phải gọi là nghèo rất vùng tơi luôn phải không em? Đấy. Từ trước đó clip trước mình đã lời rất là lời đúng không em? Nhờ chay được nhân vật top này đúng không? Lấy được Shiny, Shadow Dragon các kiểu. Nhưng không mày ơi, sau một pha của Poseidon mày ơi, mình đã rớt xuống dưới đáy luôn mày, đúng không? Rớt dưới đáy. Giờ bây giờ mình sẽ từ đáy xã hội mình đi lên đúng không? Đúng không? Đó. Mình sẽ làm giàu lên từ hai bàn tay trắng luôn hả nha, từ 62.000 game mà bình thường là không còn gì luôn á. Đấy, thì mình sẽ làm giàu lại. Nói chung là treo thì cứ đứng treo thôi bạn ơi, cứ có ai tới giờ trả giá kiểu thì mình sẽ cái gì đang mở điện thoại xong gặp real luôn. Cái gì đấy? Đang mở điện thoại xong gặp real luôn à. Vãi vậy. Rồi các bạn ơi, thì mình đang đứng mình vừa qua server khác mình treo thì có một bạn gửi cho mình một cái kèo chay các bạn ha, kèo chay. Đó. Đó chính là ông già rap ông Nathy của mình đổi nhân vật Cream Phantom đó bạn, Shiny các bạn với lại 1K3 reroll. Nói chung là cũng được đi các bạn ha, tại start hơi cuồng chút thôi các bạn ơi, đúng không? Cái start trời ơi, nhìn cái start kìa. Gì vậy? Nhưng mà nhân vật này, cái nhân vật đó được cái là Shiny với lại búp mà bạn, đúng không bạn, nên không cần start ngon lắm cũng được. Thế là vậy. Thì các bạn thấy đó, mình cũng cần mấy kèo chay, nếu mà ổn thì mình vẫn chay với bạn thôi đúng không ha. Đó đó là bình thường thôi. Nên là các bạn nào gặp mình ngoài thì các bạn sẽ biết thôi. Vậy ha, giờ hiện tại là mình còn hai nhân vật mới thích với lại nhân vật Cream Phantom kia đúng không? Cream Phantom. Đấy, Shiny. Bạn nói ơi vót luôn rồi, đó thấy nha. Đó với là một K3 thì drone đúng không bạn. Nói chung là cũng được các bạn ha, cũng ổn không sao hết. Đấy. Rồi, tiếp tục chia thôi, chờ đợi nào. Rồi trong lúc đợi thì lại có người tới trả giá bạn nha. Bạn nói trả giá thấp quá bạn, trả giá thấp quá thì bạn nó không chịu. Đấy, vậy nha, trả giá thấp quá thì bạn đó không có chịu. Bạn đó như là đòi cái nhân vật Sukuna của mình đúng không em? Là còn đúng 3M đúng không em? Còn đúng 3M. Nhưng mà mình đang trội. Đẹp thế. Nhưng mà râu 2 bạn ơi, râu 3 là đẹp rồi. Nhưng mà mình muốn lên cỡ 3.3 các bạn, 3.3M hoặc 3.2 cũng được. Đấy, chứ 3M thấp quá đúng không các bạn. Đấy. Ui, Sukuna ở lộn, Squid đẹp thế các bạn. Squid râu đẹp thiệt, ở cái Rewire là quá đẹp các bạn, không cần Omethy ha. Chắc chắn các bạn, Squid thì phải cần là Rewire sẽ ngon hơn là Omethy các bạn ha, đúng không? Đấy là vậy. Ui, rồi, thì tiếp tục đứng chờ thôi. Chứ các bạn nào đợi lâu thì cứ xin tấm ảnh kìa, rồi ok. Xin tấm ảnh thì xin nha, cho chụp luôn. Đấy, thì các bạn nào mà cứ đợi lâu á thì có thể đổi server thôi nha. Tại có một vài server thì người khác tàn treo các bạn đó em, tại đứng treo à. Nên là các bạn không đổi là không có gọi là người để hốt gì với bạn đâu các bạn ơi, đúng không? Không có người hốt đâu. Đấy, rồi bạn này gì đây, chơi gì đây? Bạn này làm gì đây? Bạn nói xin tấm ảnh xong rồi làm gì đây? À, mình nói donate à. Vậy là bạn này donate cho mình nè. Ê, cũng cảm ơn bạn này rất nhiều ha. Nói chung là các bạn cũng hạn chế donate cho mình đi, tại vì có nhiều bạn donate quá tại mình không có quay lên được các bạn thì rất là kỳ đúng không bạn ha. Tại vì mình hay treo các bạn. Thế là vậy chứ không phải lúc nào cũng quay được. Đó, nói chung là cũng cảm ơn bạn này rất nhiều ha. Rồi đang treo thì có bạn tới và là muốn giảm các bạn, muốn giảm giá con Scoot Warrior các bạn ơi, đã giảm giá Scoot Warrior. Ok. Ok, giảm cho em luôn, giảm luôn. Giảm cho bạn này luôn các bạn ha. Đấy, nói chung là mấy bạn nào gặp mình á thì cũng hạn chế donate cho mình ha. Đấy, tại vì mình cũng không có nhận nhiều các bạn ơi, tại nhận nhiều mà không có quay lên được á thì cũng khá là kỳ đúng không bạn ha, đúng không? Đấy, thì bạn nào yêu quý thì có thể donate cũng được, nhưng mà thôi chứ mình cũng sẽ hạn chế nhận đúng không bạn ha. Đấy là vậy. Tại vì cứ cho mình nhiều quá các bạn ơi, đúng không bạn? Nhưng mình không quay lên được. Đó thì thứ rất là kỳ đúng không bạn ha. Rồi, vậy là mình đã thành công bay bộ giật Scoot rồi các bạn ha. Yes. Đây, vậy nha, từ 64.000 đúng không bạn ha. Hiện tại là mình đã lên được là 2M rồi các bạn ơi. Nói chung là hành trình cũng khá là gian nan nha các bạn nha, đúng không bạn? Hành trình cũng khá là gian nan luôn, và mình gọi là nói bạn thấy nha, các bạn thấy đó, mình giảm rất là rẻ luôn bạn. Bây giờ hầu hết như toàn thấy là mấy bạn khác là sale là toàn là 2M rưỡi, 2M8 phải không? Mình mấy bạn kia đòi 2M1 là mình giảm cho bạn luôn, phải không? Là mấy bạn nào fan gặp mình là mình hầu hết như đều giảm luôn bạn. Thực sự luôn. Đấy. Nên là cũng gọi là gì lắm chứ đúng không bạn ha? Nên là các bạn gặp mình ngoài là sẽ biết chứ không phải là mình để cái giá gì đâu nha bạn nha.
đấy, các bạn cứ trả giá hoặc là kèo chay nào ổn á, thì mình đều chay hết à, nên các bạn yên tâm nha. Rồi tiếp tục mình đang đứng treo thì có bạn tên Gia Bảo đây, thì bạn đó donate cho mình 2 sao xanh các bạn ha. Rồi cũng cảm ơn bạn này rất nhiều các bạn ha. Không sao rồi, không cần donate cũng được, các bạn nào mà không có nhiều á thì các bạn cứ để xài đi, đâu cần phải donate cho mình đâu. Đấy, thì mình cũng có thể giảm giá hỗ trợ những bạn nào mà ít kinh phí đúng không, ít game mà đúng không ha. Đó như bạn hồi nãy đấy, các bạn đó xuống còn 2M1 thì mình cho bay luôn, đấy đơn giản mà. Rồi thì tiếp tục ha bạn ha. Đấy, tiếp tục thì mình thấy có một bạn là muốn giảm nhân vật này xuống còn như là còn 300k game mà, 300k game ha. Rồi, giảm luôn bạn nha. Đấy, cứ vậy đó, cứ các bạn nào mà tới nhà hỗn này mình cứ giảm cho các bạn thôi. Đấy, nói chung là fan là mình ưu đãi lắm vậy đó bạn, nhưng mà vừa thôi nha bạn nha, đúng không? Ví dụ như là nhân vật này bạn đó đòi là còn 300k phải không? 300k. Đấy phải không? Mình giảm còn 295 luôn cũng được quá nha. Đấy, chưa có nhiều bạn còn giảm còn giống như là còn 10k thôi thì chịu, như vậy đúng không, có vừa phải thôi đấy là vậy. Rồi cái chỗ này như là đắt đắt địa các bạn ơi, lại thêm một bạn donate cho mình ha. Bạn Thịnh Meme này cũng cảm ơn bạn này rất nhiều ha. Đấy, chúc anh thành công rồi. Ok, cảm ơn bạn này rất nhiều ha. Nói chung là có mấy fan kiểu này rất dễ thương các bạn ha, đúng không, cái đó nên mình lại rất thích nói bạn này luôn đó vậy, nên là các bạn chỉ cần không tô xích hay gì là mình rất là thích các bạn ha, đúng không bạn, đấy là vậy, nên là mong là bạn nào cũng như bạn này ha bạn ha. Đấy, kiểu vui vẻ đúng không bạn ha. Nói chung là các bạn không đó, bạn nói vừa donate mình xong bạn nói là chúc anh thành công trong việc này, cái kiểu đó bạn đúng rất dễ thương luôn. Bạn nào vừa mới lụm nhân vật blood của mình mà, như nhân vật đó mình để như 500k game mà, bạn nào mà vừa mới lụm đúng rồi. Ngon rồi, bạn này chơi nhân vật này làm gì đây, mình cũng biết làm gì các bạn. Mình cũng biết để bạn đó cái gì lại luôn ấy. Hình như mà nó cần mấy cái sao á ta. Sao red hay sao bạn? Đấy, bạn nó cần sao red đấy. Thì mình tính cho bạn đó sao red luôn. Đấy là vậy, cho bạn đó sao red luôn. Ai ngờ bạn này đưa vô mấy con nhân vật à. Và mình đang thiếu xích đó bạn, nên là các bạn thấy là mình hay ra server thường mình gọi là kiếm cái kèo chạy xích á. Đấy vậy nên thiếu xích lắm bạn ơi. Tại giờ đi tháp không có đường nữa bạn, đúng không bạn? Đi tháp bây giờ đâu có được đó bạn, em cảm ơn rồi. Tại bạn đó xin tính xin sao đỏ của mình đó bạn, thì mình chơi bạn đó cho luôn. Đấy là vậy. Đó, chơi luôn. Ai ngờ bạn đó cho thêm mình mấy cái nhân vật bị tích kia các bạn ơi đấy. Giờ thiếu xích quá. Thiệt luôn bạn, đi vòng cứ kiếm cái kèo chạy xích đó bạn. Đấy. Rồi, ok. Cảm ơn bạn Thịnh rất nhiều ha. Nói chung là cảm ơn các bạn rất nhiều. Quá đã, quá đã. Rồi, vậy là mình chỉ còn 2 nhân vật cuối cùng các bạn ha. Đó nhân vật CID và nhân vật Sukuna nha bạn nha. Là mình đã gọi là làm giàu thành công các bạn ha, đúng không bạn? Tại khởi đầu các bạn, mình có nhiêu đây à, thì mình cứ xem như đó trước thôi, đúng không bạn? Đấy, từ từ thì mình có kinh phí bắt đầu đó bạn nha. Bắt đầu kinh phí lên, bắt đầu mình mới gọi là đổi game Redone nè. Đó, đổi game Redone xong rồi các kiểu, đúng không bạn? Nó đổi game Mori roll xong bắt đầu roll tiếp. Nếu hình hơn ra Almighty One tiếp thì mình lại tiếp tục làm giàu tiếp được, đúng không bạn? Đấy, bây giờ Redone các bạn thấy nha, nhiều người sell lắm nên là dễ lắm bạn ơi. Không có khó như trước nữa, đúng không bạn? Không có cày khó như trước nữa, bây giờ nhiều người sell rồi. Trước đó là Redone kiếm hoài không thấy luôn, đúng không bạn? Ôi bạn ơi, hình như hồi nãy mình mới treo bạn, treo để mình đi ngủ bạn ơi. Ai ngờ có người lụm luôn cả Sukuna đó bạn ơi. Yes. Lúc đó Sukuna hình như mình giảm còn 3M3 bạn, 3M2, 3M3 đấy. Thì mình giảm luôn rồi. Thì các bạn thấy nha. Wow, vậy là có người đã hút luôn Sukuna của mình đó bạn, ngon rồi. Đấy vậy nha. Thì hiện tại là cái số game của mình đã lên là 62 đó bạn ơi. Yes. Vậy nha, đấy công cuộc nói chung là làm giàu cũng khó khăn lắm bạn, đúng không bạn? Nói chung là lên từ hai bàn tay trắng các bạn, đúng không? Không còn game bây giờ mình đã lên được lại rồi. Không sao bạn ơi, nói chung là cố gắng là được ha. Rồi bây giờ mình chỉ còn giờ cuối cùng là CD Almighty của mình nữa là hết ha bạn ha, là mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ hôm nay các bạn ha. Đó, nhiệm vụ nói chung là đặt ra là mình chỉ sell những vật vậy thôi, đúng không bạn ha.
Yes, thành công các bạn ơi. Yeah, cuối cùng mình đã cho bay được nhân vật CID thành công các bạn ơi. Nhân vật này hình như là khá là khó các bạn ha. Đợi hơi lâu một chút bạn ơi, nhưng không sao, cuối cùng đã thành công rồi. Yeah, là mình đã hoàn thành thử thách hôm nay đó bạn ơi. Vậy là mình đã cho bay tất cả nhân vật mà mình muốn sell trong hôm nay các bạn ha. Vậy nha. Đáng lẽ phải nhiều hơn các bạn, nhưng mà mình thấy một vài bạn có reroll thấp quá bạn. Đúng rồi, bạn đó sell reroll thấp quá mà mình đã lụm một số các bạn ơi, nên là cái số game mày hơi thấp hơn một chút ha. Vậy là thành công rồi. Thôi mình nghĩ là kết thúc ở đây ha. Thì clip này là mình đã, các bạn đã thấy ha, mình đã làm giàu thành công rồi nha bạn nha, từ bàn tay trắng rồi. Rồi, hẹn lại các bạn ở những clip lần sau mình nhé. Cô Gia Thi. Bye bye.